Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Tòa giám mục Bà Rịa đã đến thăm tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại đây, các tổ chức tôn giáo bày tỏ lòng cảm ơn trước những đóng góp mà cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dành cho bà con giáo dân, Phật tử trên địa bàn tỉnh, nhất là trong công tác hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng cảm ơn trước sự quan tâm đồng hành của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Tòa giám mục Bà Rịa đối với hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục vận động bà con tín đồ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, chung sức xây dựng quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu giàu đẹp văn minh.